Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp cái lịch âm tháng 7 năm 2020, ngày tốt, ngày xấu để cho chúng ta lựa chọn cái ngày đẹp để phù hợp để làm giải quyết các cái công việc trong tháng của chúng ta. Thì ở đây trong tháng 7 của năm 2020 thì trong này có các cái ngày tốt là các cái ngày màu đỏ ở đây, như ngày mùng 1 này, mùng 2 là ngày tốt. Ngày mùng 5 là ngày tốt. Ngày mùng 8, mùng 9 đây là ngày tốt. Tuy nhiên một số các ngày tốt ở trong đây như ngày mùng 1 là kỵ tốt, tuy nhiên là kỵ kết hôn. Ngày mùng 2 là ngày tốt. Ở cái ngày này là kỵ xây cất mồ mả. Nên ngày mùng 5 là ngày tốt, kỵ nhưng mà kỵ kết hôn. Chú ý nhá, cái lưu ý ở trong này là tôi đã có lưu ý ở trong cái phần này rồi. Ngày mùng 8 là ngày tốt này. Ngày mùng 9 cũng là ngày tốt, nhưng ngày này là kỵ xây cất mồ mả. Ở trong này là có ngày 14, 15, 16, đây cũng là ngày tốt. Ngày 21 là ngày tốt, ngày 25 là ngày tốt. Ngày 29 là ngày tốt, nhưng ngày 29 đây cũng là cái ngày mà kỵ kết hôn. Trong một tháng thì có 6 ngày tam nương, đúng không? Ngày mùng 3 này, ngày mùng 7 này, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Đấy là có 6 cái ngày tam nương, là 6 cái ngày xấu. Là 6 cái ngày này thì chúng ta tránh làm việc, tránh làm những cái các cái việc mà quan trọng, các cái việc lớn thì nên tránh những cái ngày này. Ngoài ra thì còn có các ngày như là ngày sát chủ, như là ngày mùng 6 này. Trong tháng này thì có ngày mùng 6 là ngày sát chủ này. Rồi ngày 18 cũng là ngày sát chủ. Ngày 18 cũng là với ngày tam nương rồi. Còn một số các ngày khác là ngày không tốt, không xấu, là ngày bình thường thì chúng ta cũng lưu ý để chúng ta xem là có, nếu mà không chọn được cái ngày phù hợp với tuổi thì chúng ta cũng có thể là lấy những ngày đấy để chúng ta làm việc. Thì ở này thì đối với cái bảng này thì các bạn lưu ý là chúng ta đối chiếu từ âm lịch ra dương lịch để chúng ta biết được cái ngày nào nhá. Ví dụ ngày mùng 1 âm lịch thì là ngày 19 tháng 8 dương lịch vào thứ tư. Hôm đấy là ngày Giáp Ngọ. Đấy thì chúng ta chú ý là cái trên này tương ứng với ngày âm thì có ngày dương rồi thứ ngày. Để chúng ta xem cụ thể hơn. Đấy, tôi quay rất là từ từ để mọi người xem đấy. Nếu ai không kịp xem thì chúng ta có thể quay lại cái video để chúng ta xem cho kỹ hơn. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái bảng xem ngày tốt xấu trong tháng 7 của năm 2020 theo lịch âm. Và cũng rất mong là với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được những cái kiến thức, lựa chọn được cái ngày tốt để mà làm việc, khai trương, động thổ hay là bất cứ một cái việc đại sự gì trong cái tháng 7 âm lịch của năm 2020. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.